chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Anh em ơi, và ở trong cái video ngày hôm nay nó vẫn là ảnh hưởng của bão Yagi anh em ạ. Và cái sức gió ở đây hiện tại bây giờ nó đang phải là 20 mấy cây/giờ các bạn ạ. Nếu mà bình thường mà để mà có một trận gió 20 mấy cây nó cũng đã rất là to, đã rất là kinh khủng đúng không anh em? Và trong cái trận gió ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một siêu phẩm anh em ạ. Đó chính là siêu phẩm Anh 7 3m anh em ạ, một chiếc diều 3m in hình logo của Zalando. Và để con này thì mình làm, con này là mình làm để kỷ niệm anh 7 anh ăn mừng 50 triệu người đăng ký anh em ạ. Thế nhưng mà bây giờ lên 50 mấy triệu mình không rõ, tại vì cái con số của Zalando nó nhảy từng ngày, nó quá là kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Và đây là một con diều Zalando 3m anh em ạ. Hàng này là hàng full ký anh em nhé. Mình làm full ký để kỷ niệm để tặng cho anh Zalando anh 7 anh em ạ. Thế nhưng mà trước cái lúc mà anh 7 nhận được cái con diều này thì mình nghĩ là bạn nào mua cứ liên hệ mình vẫn bán anh em nhé. Tại vì chưa chắc là anh 7 anh đã để ý, các bạn hiểu không? Đấy, đây một con diều Zalando 3m anh em ạ. Cái ảnh đại diện ở trên kênh kênh của anh 7 Zalando. Không biết là năm mươi mấy triệu ấy rồi. Không biết là năm mươi mấy triệu người đăng ký rồi. Thế nhưng mà đại loại là cái con số nó hàng ngày nó không ngừng tăng lên các bạn ạ. Nó rất là kinh khủng khiếp. Anh 7 nhìn trông đẹp sợi vậy. Anh 7 đấy. Sao mà anh 7 yêu anh 7 bạn. Anh 7 đã từng sút bay của rất là nhiều người nhà cửa ô tô rồi. Bay một căn nhà một con ô tô có thể là bay cả tính mạng anh em, mà sút bao nhiêu ông ở Việt Nam xuống cầu rồi các bạn. Đấy. Anh 7 anh em thấy không? Anh 7 ơi, vào. Con này mình làm cứng các bạn ạ. Con này mình làm cứng hơn con bu mới chải. Làm cứng hơn con bu. Con này mình làm cứng hơn cái con bu mới chải. Cũng là 3m, con này 3m thì con này cũng là 3m. Một con diều như này hàng ký như thế này. Anh em muốn biết giá của con này thì liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo trên góc màn hình các bạn nhé. Đó. Rất vip luôn, rất đẹp luôn. Và để không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì ngay bây giờ tôi sẽ lại nhờ anh Toàn cầm dây và tôi đâm cho các bạn xem. Con này thì mình sử dụng cái 3K. Cái 3K. Đấy, cái 3K full nan vàng vip. Loại này là mình làm cứng, mình độ cứng. Con kia mình độ mềm anh em ạ. Đấy, con diều trông rất là chắc chắn luôn. Con này thì gió nào cũng chơi, bảo hành cho anh em. Bay gãy trên trời nan nào đèn miễn phí nan đấy trong vòng 1 năm anh em nhé. Đấy, đuôi cũng sử dụng cho chống đuôi vàng và hai nan cánh đuôi là nan tím vip anh em nhé. Đang cõng trên mình cái dàn hòa còi D45 11 quả. Con này nó phải cõng D50 11 quả anh em ạ. Ít nhất nó phải tầm 6 lạng. Đấy là nó thoải mái, tại vì nó cứng không? Nó cứng thì nó ăn sáo rất là nặng luôn. Đấy. Như theo như mình thấy ở đây thì cái hình này rất là đẹp luôn để kỷ niệm Zalando 50 triệu người đăng ký. Thế nhưng mà anh ấy lên người đăng ký nhanh quá, không biết kỷ niệm ngày nào, không biết kỷ niệm con số là bao nhiêu. Đại loại là chúc cho ông anh của tôi sớm đạt 100 triệu nhá. Sớm đạt 100 triệu người đăng ký để ôm cái nút 2B về nhà. Nếu anh 7 có xem được cái video này thì anh cho em xin một like, một đăng ký kênh. Ok anh 7 nhá. Anh 7 của tôi mãi đỉnh. Mặc dù tuổi già sức yếu rồi. Đấy. Thế nhưng mà trong lòng tôi vẫn là một idol từ nhỏ rồi các bạn ạ. Nào anh em, tôi nghĩ là anh em sẽ xem tôi đâm ở đây. Nào, 2-3 lên. Ăn nào giữ luôn, lên đỉnh luôn. Gió đang hơi quản, hơi yếu tí. Cho sang đúng hướng gió, nó đang quản đấy. Lên rồi nhanh em nhá. Anh 7 lên rồi nhá, anh 7 ra sân rồi. Đừng có đứt dây là được. Rồi, đứt dây là bay xa lắm, bồng bềnh. Anh em thấy anh 7 của tôi lên trời nổi không? Quá kinh khủng luôn, quá trời đẹp trai. Ui, kìa, anh 7 quay rồi. Anh 7 quay vớt gió. Ai anh 7 cắn rồi, ai đau quá. Phiên bản siêu cứng. Anh là con này cứng như thế kéo chả căng ra không? Gió vẫn đang quấn. Anh em ơi, hiện tại tôi sẽ thả anh 7 luôn.
Tôi thả phát cho nó bắn hẳn ra bù đào nha luôn nhá. Thả xong cắt dây. Nghe nói là sắp tới đây anh Bảy vẫn còn tham gia đá tiếp các bạn ạ. Chưa giải nghệ đâu. Anh Bảy này hơi lưng cờ ấy. Ừ, anh Bảy này hơi lưng anh em ạ. Hai ba, lên. Yeah. Bíp nhìn đẹp kìa. Ué, thằng tưng anh em ạ. Chú mây luôn. Thằng tưng. Ôi trời, cái nhóm ở đây. Và tôi hiện tại tôi. Ui, này có đứt không? Không. Ồ. Không đứt được. Không đứt này. Không đứt bắn nhá. Không mắc đéo đâu. Đây. Mắt ở đây. Ông Hảo cuốn cái dây này. Không biết ông Hảo cuốn ấy. Ngứa đèn thật đấy. Hảo mang Canada vậy. Yeah. Hiện tại ngày hôm nay lâu lắm rồi tôi không bắn. Lâu lắm rồi tôi không bắn dây dài. Ngày hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ bắn dài. Yeah. Khét vãi. Dối mẹ dây rồi. Anh Bảy đá căng quá, dây đéo tuột kịp. Hiện tại tôi sẽ nhờ anh Toàn anh gỡ dây. Ok, ok, ok. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi anh em. Được rồi. Chưa được. Nice. Một con diều mà tôi làm ra nó 3 mét thôi. Con Vu và Trải tôi cũng để chơi. Và con Zolando này tôi cũng để chơi các bạn ạ. Đấy. Nói chung là hai con này mình làm ra xác định là để chơi rồi. Anh em nào giảm mình được giá mình vẫn bán. Hàng này thì chắc chắn với anh em nó là 1 triệu trên mét rồi. Không thể dưới được. Và có bảo hành cho anh em. Phải nói là cái con diều rất là tâm huyết của tôi làm anh em. Tôi đang bắn rồi. Nào anh em lại nghe nhá. Vươn lên anh Bảy. Sút. Bịch. Bao. Bịch. Bịch. Yeah. Bíp vãi. Yeah, để lại nó kêu. Quá sợ chất luôn em ơi. Đang thả anh Bảy lên mấy anh CA đến. Đang thả anh Bảy anh lên. Quay đây là kiểu cứa đau rồi. Nguy hiểm. Vừa thôi. Mà dê to là đi 6 rồi mà cái này có chỉ cả thôi. Ở đây thôi. Ở đây nhá. Ở đây buồng nhá. Cái này đi xa lắm. Anh em ơi, hiện tại tôi bắn gần hết dây rồi. Yeah, dây vẫn chẳng tăng này. Đi 6, 3 mét. Gió này tôi hơi ghê. Mà tầm này nghe sáo gió sướng. Em nghĩ là anh Toàn. Xong em cầm anh đi buộc của em. Anh buộc nhanh nhá, đau lắm. Em đau quá. Ừ, đau lắm. Anh Bảy hơi căng các bạn ạ. Để giữ được chân anh Bảy thì tôi nghĩ là không giữ được lâu các bạn ạ. Anh chuẩn bị anh lừa qua giờ, anh quay một vòng cái rồi Sato cái qua giờ. Nhưng mà phải công nhận với các bạn là một con diều trong hai con diều tôi làm thì con nào cũng rất là ý nghĩa đối với tôi các bạn ạ. Con nào cũng rất là ý nghĩa đối với tôi. Và nó xứng đáng cái công làm anh em ạ. Đấy, xứng đáng cái công mà bỏ tiền ra để làm con diều như này, Zolando. Cõng hoặc quầy, tôi bảo rồi con này nó phải cõng D50 11 quả. Nó dã dặt bò D50 11 quả nữa thì vip nữa nhỉ. Thế nhưng mà hoặc quầy thường thường 3 mét như thế này tôi chơi quầy và hoặc quầy nghe nó to, nó gắt, nó rát. Bây giờ buộc xong rồi và đi về thôi. Về nhà và ngắm anh Bảy từ xa các bạn ạ, ngắm gần chán rồi. Bây giờ mình về mình ngắm từ xa anh em nhé. Vip vãi, con này phiên bản cứng anh em ạ. Con này là phiên bản cứng. Phiên bản vừa treo vừa chơi, cứng. Con Vu và Trải kia thì nếu mà mình muốn cứng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình rút ra mình độ lại thôi. Và mình thêm vai vào, nói chung là nó nhiều kiểu để chơi á. Còn đại loại là bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây để đi về thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Chia sẻ đến tay anh Bảy giúp mình nhá. Bye bye tất cả anh em nhớ đăng ký kênh Toàn Trang TV đó nhá. Anh em nhớ bấm like ở kênh số 2 lần nha. Bye bye. Đăng ký 2 lần luôn. Bắn tin anh em ơi.